cái khẩu trang xuống đi để nhìn mặt đi. Chạy đi. Sao chạy vòng vòng vậy? Không chạy, chạy tới chạy lui đi. Hả? Không biết chạy à? Chạy mà ham đòi chơi đó, không biết chạy à. Điều khiển bằng cái này nè. Không biết chạy à. Không chơi à. Chậm chậm đi. Bẻ cái bằng lái từ từ á. Bẻ bằng lái từ từ á, đừng có giật giật á. Hiểu không? Gì? Đạp cái ga. Không. Đấu được đó, này cho một người bẻ từ từ á, bẻ từ từ nó mới lái chứ con bẻ lẹo thử đi. Chơi này đi, chơi này nó sợ lắm, dễ bị sợ, con nhỏ quá. Từ từ á. Bẻ lái phải bẻ từ từ á. Bẻ từ từ mới chạy được. Chơi nào. Nào. Này à. Cái nào? Cái lâu đài á. Lâu đài à. Chơi cái đó à? Cái đó biết chơi đâu. Hay là chơi cái này nè. Cái con sâu á. Chơi không? Không, cái đó ngã nha. Ở nha bà. Ở nha. Gì? Như vậy á.
thẳng lên đi. Nhưng mà nó không. Nhảy thẳng lên cao cao á. Nhảy đây nè. Này Dương Hoa nhảy thẳng đi. Ở giữa. Cô đứng trên bờ cô có thấy gì chụp lại liền. Không có cái bà nội vậy. Đúng rồi, nhảy thẳng như vậy đi. Có chừng chạm vào cái chạm vào cái đây. Đó đó tay à. Không phải nhảy thẳng thẳng á. Mà nó học kêu hẳn cái nè. Nhảy nhảy ngang lại nó chạm vào cái đây. Sao đó đâu cần không? Thôi. Con không lên đây con lẫn nữa đừng gặp cái sao đụng cái tay đó. Chơi đi, đừng gõ mà anh chơi. Cái này sợ nè. Cái bàn phòng với bỏ tay lên là cắm cái bà nội luôn. Dễ gì. Nè thấy ta nhảy thẳng à, ta nhảy ngang đụng vào cái cây á. Dễ thôi. Con nhảy thẳng lên. Nhảy đây nè. Mà nó không nhảy ra. Đó bạn nhảy thẳng được đó. Ừ. À như vậy á. Gì? Biết chơi không? Chơi câu cá à? Chơi xe à? Chờ.
Nè Dương Hoa cởi đi. Mỗi ngày kiếm được nhiêu? 30.000 nè. Bán 30 cái kiếm được nhiêu? Thôi thì cũng gửi một số tiền á. Được. Okay guys, this is from Ronnie Allen. He sent me $75 to how much is 75 bucks? $75 nhiêu vậy? 75. 1.350.000. Rồi có chú này gửi 1.350.000. Ronnie Allen, he sent me $75. It's 1.3. Không có hiểu. 1.3. Một triệu ba năm mươi gửi cho mẹ đi để cho có tiền nuôi em nha. Yeah. So Ronnie Allen, he sent me 1.35 million. Ronnie, yeah, Ronnie gửi. Nha. Gửi bữa giờ chưa gặp thì chưa gửi được. Đi chơi hả? Sao? Không nói câu gì cho Ronnie đi. Nghe câu gì? Nói cảm ơn chú Ronnie. Không hiểu cái đó. Nói cảm ơn chú Ronnie. Cảm ơn chú Ron. Dung Hoa nói giùm đi. Cảm ơn chú Ron. Cảm ơn chú Ron. Ronnie Allen. Đây nè. Mừng chú Ron. Vậy mày hát hay cái mừng chú gà nè với chú này gửi cho Dương Hoa nè chú Hivan nè đây chú đi gửi cho nội đi chú Hoàng á chú Hoàng gửi 3 triệu. Dương Hoa, 3.6 million from P Van. Ôi, cảm ơn chú Hoàng trước đi. Cảm ơn chú Hoàng. Hoàng Phi Long á. Cảm ơn chú Hoàng Phi Long. Mua đi. Rồi, không mua đâu, không mua nãy giờ mua rồi. Hoàng Phi Long. Mua nhiều lắm rồi. Đúng rồi ha. Hết chưa? Nè, gửi cho nội đi, nha. I don't have the check. Wait, I got 80,000. Trời, sao muốn gửi nội mua vé hả? Mua 8 vé có thể cũng được. So P van 3 vé được rồi, gửi luôn. Thôi thì nè P. Ê, hey, nói cảm ơn chú Hoàng đi. Chú Hoàng gửi tiền không cảm ơn luôn. Cảm ơn chú Hoàng. Chú Hoàng Phi Long á. Cảm ơn chú Hoàng Phi Long. P Van á. Cảm ơn chú Hoàng Phi Long. P Van. Phi Van. Rồi được rồi, là 3 triệu. Nó 6 tuổi rồi. Lanh vậy đó hả? Lanh. Sao dám đưa tiền lớn cho đi vậy? Nội nói dưới đây nè. Gửi nội. Okay guys, so that's what happens in the south, man. You get a lot of a lot of people coming in for their share. Nội đi đâu rồi? Gửi tiền cho nội đi. Nè nội nè, gửi luôn đi. Cho mọi người ngoại chứ qua nè. Gì 300.000, 3 triệu rưỡi rồi. Không biết cái đó. Ba, muốn lại đi. Trời ơi. Cái này ngon lắm nè, mã đội cái này mỗi đêm luôn.
hai đô nữa. Hai đêm nữa. Nữa. Coi là một đêm mà tao bán nữa đây phải ghé đây cả nửa tiếng cho nó xích đu. Nãy hồi nãy ở bên kia con nhảy quá trời nhảy luôn á. Đúng không ba Tùng? Ba nói ba từ bữa này quá. Ba ở đó. Ba vui sầu riêng mà. Nè nè nè, hỏi mấy tuổi rồi? 6 tuổi hả? Mà đang gì đó hả? Hai bả nó con nhảy trời ơi nhảy. Đấy tới con mở chân con ngồi hoài luôn. Rồi tới giờ qua đây á. Cái giờ nó nhức quá trời rồi. Rồi thuốc mà uống đơn uống nè. Nó sưng rồi nè. Kêu cháu ngoại mày dễ đi đi. Đi lắm nó đi nó bỏ tôi luôn rồi. Rồi nhức quá trời chưa hết nổi rồi. Hai cái đi nghe con mẹ lên. Để đem lại về hai năm nó cũng đòi có thể cho nha. Để tao cũng đòi. Bơi chú chó đặc biệt nha chưa. Nghe không kêu cha giúp vàng cho đây. Không không chứ bạn chú đi. Bà đâu có mua đâu, bà đâu có dám mua đâu. Thì bà không mua nhưng mà má lại nói chuyện với nhà. Má nói chậm chậm ra một hai nhà. Có mấy cho bạn vé đi. Mướn mướn nhà. Gửi cho bạn vé coi chú vé nào. Mướn nhà mà nhỏ quá thì cho bà đi chú đi nhỏ. Còn mướn nhà bự thì nó chưa có. Trời ơi, để dành chung gió đây nè chú. Mướn nhà học học vợ chung với người ta rất là phiền. Chú ơi, để con giảm với chú. Đúng không? Rồi, mời bà nghe lời con bà để vé ha. Trời ơi, quá. Rồi nghe lại trời cháu nó lấy vé đi. Em giỡn với chúng đó nghe, để ngoài là có chúng nha. Để em giỡn không? Rồi chúng rồi đẹp mà. Để chắc vô lỡ chứ hả? Thì cái vé nó chúng thì phải để chắc vô. Rồi, rồi. Để nó chúng rồi nó bay đi đó. Bay đi là người khác lận mày chúng rồi đó. Bay đi là người đấy đó. Rồi mới lạch trên cái mới mình nói mà cháu cũng lạch quá trời. Đi đi. Để người ta làm xong đi. Rồi đi đi rồi đáng đi. Lãng ngồi dẫn bao đáng ngồi đi rồi ngoài đây cho. Đi mua nước thôi đi. Đi mua nước thôi đi. Nước gì? Mua nước đó đi. Thôi. Ngoại, con đi mua hộp sữa cho ngoại uống nha. Đi. Ba hay đi chậm quá vậy ta. Gì? Nước ở đó đó. Có tiền lẻ đâu. Nhau đi. Có tiền lẻ. Được phải không? Ừ thì bỏ bỏ vô đây con mắm vô. Có tiền lẻ. Nãy tiền lẻ. Nãy tiền lẻ con mua vé số hết rồi. Nè, cởi dép đi. Hay là ba đi mua kem đi. Kem ở đâu? Đó này. Ờ. Bà chưng con nha, cho bà chưng bị cái giờ bà đi giờ bà chưng hết trơn rồi. Bà chúng bà tự lấy tiền bà đi mua thuốc giúp. Rồi rồi, bây giờ bà không có tiền con cho bà không? Nhưng mà chúng đi rồi con đưa cho em. Đi mua. Hey guys, unfortunately that's what it, you see the difference in the south and the north. In the north, people are just happy for other people's good fortune here. They follow you around and think, you know, you're... Em ăn sữa xong có thêm bị nặng nữa không? Nhiều. 5 ngàn. Em ăn mấy viên kem? Một viên. Có thể khói được 500, mua thêm đi. Mua thêm đi, cho con thêm đi. Thêm nữa đúng không? Rồi. Tiếp nào hát đi. Yeah.
giờ xin cảm ơn. Xong. Hả? Ủa nãy tưởng mua cho ngoại chứ. Ăn luôn rồi. Ăn đi, ăn đi. Rồi ngoại ăn kem. Không, ăn không hết. Ờ. Ngoại ăn này đi, ngoại cầm kem cho để nó nguội không không? Đi. Cho con ăn đi. Để con cá ngồi kìa. À, là uống nước mía, ăn uống nước mía là đó mồm. Uống nước mía đi con. Cái này cũng ngon mà. Ngon. Để con mới mua cho ba chồng món. Đợi mua cho ba chồng món. Nếu mẹ con ba mặt cũng ăn cho con đỡ tội cho ăn nhiều quá nó nóng. À. Làm cái túi bà nó đứt. Bà xin lỗi bà. Được rồi. Nó chơi à.